Ok, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn PS. Và trong video này thì tôi chính thức bắt đầu với cuộc hành trình kiếm 500 đô một ngày từ Make Money Online, và làm thế nào đó chúng ta có thể ngồi tại nhà với cái chiếc máy tính của mình, chúng ta vẫn có thể kiếm được tiền thụ động. Và trong chuỗi những cái video vừa qua thì tôi cũng đã cho các bạn biết là affiliate marketing là gì, kiếm tiền Clickbank như thế nào và những cái câu chuyện thành công được, đúng không nào? Và bên cạnh đó thì tôi cũng đã hướng dẫn cho bạn cách về thiết lập một cái tài khoản trên Clickbank, mình lựa chọn cái ngách như thế nào ở trên Clickbank và làm sao đó để chúng ta có thể quảng bá cái sản phẩm đó trên nhiều cái kênh khác nhau. Thì trong video này thì tôi sẽ chính thức là mình sẽ chào đón các bạn đến cái kênh YouTube của tôi, và chúng ta sẽ bắt đầu với một cái tài khoản hoàn toàn mới. Như video lần trước thì tôi có tạo ra một cái tài khoản đó là Sơn PS, đúng không nào? Thì trong cái video này thì tôi sẽ làm từng bước một. Thì cái bước mà chúng ta sẽ bắt đầu với Clickbank nó sẽ như thế nào đó, và làm sao đó để chúng ta tạo ra được cái kênh và chúng ta có thể thu hút được có nhiều người vào và mua cái sản phẩm của chúng ta. Thì như các bạn thấy đây, ở trên cái tài khoản Clickbank của Sơn hiện tại á thì nó chưa có thu nhập, đúng không nào? Chưa có thu nhập và chưa có bắt đầu bán được cái gì hết ở đây. Đây các bạn có thể vào để coi được dẫn chứng, thì Sơn chưa có bán được sản phẩm gì hết, đúng không nào? Cái đường link ở đây á, thì là lần trước á, là mình đang test thử cho các bạn, đúng không nào? Các bạn nhớ không? Đấy, thì có 2 đợt click đấy và chưa có sale, chưa có ra được đơn nào hàng nào hết, chưa có tiền thu nhập, đúng không? Và Sơn sẽ cùng đồng hành với các bạn đi từ con số 0 đó và tạo ra một cái kênh hoàn toàn mới luôn. Ví dụ đây là cái tài khoản Instagram của Sơn đó, và chưa có bài viết nào hết, chưa được tối ưu chỉnh sửa gì. Thì trong video này thì Sơn sẽ từng bước một hướng dẫn cho các bạn làm sao đó để chúng ta có thể tối ưu được một cái kênh traffic đó, làm sao đó để chúng ta lựa chọn một cái sản phẩm, một cái ngách để chúng ta bán, chúng ta kinh doanh. Nào thì các bạn đã sẵn sàng để chúng ta bắt đầu chưa? Đấy, thì Sơn mong muốn được rằng là những cái video của mình nó sẽ được lan tỏa tới nhiều người hơn. Bởi vậy nên bạn coi video này thì đừng quên bấm một nút đăng ký kênh YouTube của Sơn, bấm một nút like nha. Đó, và mình hãy chia sẻ cái video này cho tới 3 người bạn của mình. Đó, và nếu như bạn chia sẻ tới 3 người bạn thì Sơn sẽ còn tiếp tục gửi cho bạn những cái video mới và có thể là sẽ add cho các bạn vào trong cái group để chúng ta có thể Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn nó chuyên sâu hơn. Đấy. Thì chúng ta sẽ lược lại một vài những cái bước mà trong video lần trước đó, nếu như bạn nào đã bỏ qua, đúng không nào? Thì để chúng ta kiếm tiền được trên Clickbank á, thì cái bước đầu tiên đó, chúng ta cần phải tạo ra một cái tài khoản Clickbank. Đó, xong bước số 2 là mình sẽ lựa chọn một cái thị trường ngách, đó, viết tắt là niche size, mà các bạn cảm thấy đam mê thì rất là nhiều cái ngách khác nhau ở đây rồi. Đó, giảm cân, nấu ăn, đánh gôn, hẹn hò, hôn nhân, luật hấp dẫn, kiếm tiền, internet marketing, chủ đề về self help, rất là nhiều chủ đề khác nhau. Sau đó thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái sản phẩm để chúng ta kinh doanh và chúng ta có thể lấy cái đường link đó, và khi mà cái khách hàng của chúng ta họ bấm một cái đường link này, họ mua hàng thì chúng ta sẽ được tiền hoa hồng từ 70 đến 100%, đúng không nào? Thì cái câu hỏi là tại sao cái tỷ lệ phần trăm nó cao như vậy? Bởi vì thứ nhất, cái sản phẩm của mình là sản phẩm số nên lợi nhuận rất là cao. Nhà cung cấp họ sẵn sàng họ trả chúng ta từ 70 đến 100% lợi nhuận trên cái đơn hàng chúng ta bán được. Và bên cạnh đó thì nếu như họ bán tiếp được thì thứ nhất họ cũng có lãi thêm nữa, và họ cũng sẽ chia chúng ta hoa hồng từ cái việc là bán thêm. Nên bởi vậy đây là một cái công việc rất tuyệt vời để chúng ta có thể tạo được cái thu nhập thụ động cho mình, đúng không nào? Sau đó bước số 4 là mình sẽ tạo cái traffic. Và cái traffic này thì chúng ta sẽ có 2 dạng, một là free traffic đó, và thứ hai là paid traffic. Mục đích á, là để chúng ta dẫn cái khách hàng của mình, những người có nhu cầu đó, họ sẽ bấm một cái đường link của mình và họ đưa ra quyết định mua hàng. Ok chưa? Thì trong cái video này thì Sơn sẽ demo cho các bạn đó, cái chủ đề, cái ngách mà Sơn đang lựa chọn đó là về nấu ăn. Và dĩ nhiên nếu như bạn đam mê, bạn thích cái ngách nào thì bạn hãy lựa chọn cái ngách đó, không nhất thiết phải giống của Sơn nha. Đó, không nhất thiết phải giống. Và thứ hai là cái sản phẩm mà Sơn chọn ra đó là sản phẩm về keto, đúng không nào? Thì có một vài cái tiêu chí ở đây, nếu như bây giờ các bạn lựa chọn sản phẩm khác đó là cái gravity á, thì chúng ta lựa chọn nó từ 30 trở lên đó. Và thứ hai đó là chúng ta phải có được cái hỗ trợ affiliate, có nghĩa là nó có chức năng là affiliate tool pay. Đây thì bây giờ chúng ta thử vào trên cái Clickbank nó sẽ như thế nào. Mình vào cái phần marketplace nha các bạn. Sau đó thì ở đây là mình sẽ lựa chọn cái ngách của Sơn đó là cooking food đấy. Thì dĩ nhiên bạn có thể lựa chọn rất là nhiều những ngách khác nhau đó, không nhất thiết là phải giống. Nhưng có một cái là bạn có thể lựa chọn để mình có thể lọc được đối tượng này, đó là cái điểm gravity là phải trên 30, tức là có khoảng 30 người, 30 nhà phân phối, nghĩa là người làm affiliate họ đã bán được cái sản phẩm này rồi.
Đấy, thì phải trên được 30 người, còn nếu sản phẩm mà có gravity quá thấp á thì các bạn sẽ rất là khó để mình marketing, bởi vì cái sản phẩm đó không có khả năng chuyển đổi. Bạn có đưa rất là nhiều traffic vào thì cũng không có phát sinh ra sale. Và Sơn đã từng gặp cái sai lầm khi mình lựa chọn sản phẩm rồi các bạn. Mình quảng bá cho nhà phân phối, nhà cung cấp đó và có 1.000 lượt truy cập vào nhưng mình không có được một sale nào hết. Đấy thì các bạn hãy chú ý cái phần này nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ lựa chọn cái phần đó là phải có được cái phần cái tool hỗ trợ cho nhà nhà phân phối, những người làm affiliate đúng không nào? Rồi thì cái sản phẩm mà hôm bữa Sơn lựa chọn đây là Keto đây. Thì bây giờ này mình sẽ dán cái đường link, mình sẽ copy cái đường link ở đây. Ví dụ nha, mình sẽ muốn quảng bá cái sản phẩm này thì cái tên của Sơn là Sơn PS rồi. Đó, và cái mã tracking ở đây thì mã tracking đây chút nữa Sơn sẽ giải thích cho các bạn là gì. Rồi. Thì các bạn hãy nhớ này, khi mình lựa chọn thì mình có thể chọn những cái trang sales page nào của nhà cung cấp nó hấp dẫn và nó thu hút, nó đẹp mắt thì chúng ta nên đọc nó, chúng ta bấm vào Google dịch á, chúng ta đọc nó. À, cái video này nó khá là dài nha, nên các bạn hãy coi từng bước một và rất là nghiêm túc đó. Nó sẽ có thể giúp được cho các bạn kiếm được một vài trăm đô thêm một tháng không? Còn nếu như bạn nào mà thực sự nghiêm túc với nó có thể kiếm được một vài nghìn đô từ những cái video trước Sơn hướng dẫn cho các bạn rồi, đúng không nào? Rồi, thì bây giờ là ngách mình đã chọn rồi, sản phẩm mình cũng đã có. Và bây giờ Sơn sẽ lựa chọn một cái traffic. Thì bây giờ để cho mình không có tốn tiền bởi paid traffic là chi phí chạy quảng cáo đúng không nào? Thì bây giờ Sơn sẽ demo cho các bạn một cái nguồn traffic đầu tiên mà mình đang làm và có hiệu quả. Nó là Instagram. Thì mình sẽ lựa chọn đây. Được chưa? Và dĩ nhiên có rất là nhiều traffic khác thì trong những video tiếp theo nếu như bạn chú ý, nếu như bạn đã theo dõi cái kênh YouTube của Sơn thì hãy nhớ bấm vào nút đăng ký và bấm vào nút hình quả chuông thì các bạn sẽ được nhận những cái thông báo mới nhất của Sơn ngay lập tức, được chưa? Và đừng quên nó chia sẻ cho nó ba người, cho ba người không, bạn phải chia sẻ video này cho ba người thì Sơn sẽ gửi cho bạn những video mới và sẽ add bạn vào trong group để được Sơn sẽ hỗ trợ cho các bạn trong đấy. Thì cái traffic này Sơn sẽ làm trên Instagram. Còn những video tiếp theo thì có thể là Sơn sẽ làm cho các bạn thêm những cái là Pinterest hay YouTube chẳng hạn, để các bạn có thể có một cái góc nhìn tổng quan hơn và mình cảm thấy rằng mình thích cái kênh nào, mình đam mê kênh nào và mình mạnh cái kênh nào thì mình có thể phát triển kênh đó. Kênh kênh nào cũng tạo được traffic chất lượng hết nha các bạn. Rồi, thì đối với Instagram đây thì bây giờ cái công việc mà chúng ta cần phải làm đây, các bạn phải coi trước video nha, sau đó bạn hãy thực hành theo sau. Có thể bạn coi video này hai lần cũng được, ba lần cũng được. Còn nếu như bạn nó cảm thấy rằng nó nhanh quá thì bạn nên bấm vào dừng lại xong bạn bấm xem tiếp đó. Rồi thế bây giờ này, cái việc đầu tiên đây mình cần phải chú ý là đối với một tài khoản Instagram mới ấy, thì mình cần phải tối ưu chỉnh sửa tên user và nó phải trùng với cái ngách mà sản phẩm mà chúng ta đang kinh doanh, được không? Nó trùng với cái ngách đây. Thì bây giờ thứ hai đó là mình sẽ tối ưu cái trang giới thiệu của mình và cái nút kêu gọi hành động vào cái đường link. Rồi thế bây giờ là đây là cái Instagram của Sơn nha. Rồi các bạn đừng quên follow Sơn ở trên Facebook cá nhân, đó là Nguyễn Tùng Sơn nha. Có câu hỏi gì có thể các bạn có thể inbox cho Sơn ở đây. Đó, trang Nguyễn Tùng Sơn, đây là trang của Sơn nha các bạn. Rồi hoặc ở đây là cái trên Instagram của Sơn. Và đây là kênh YouTube. Đó thì các bạn có thể follow những kênh này để có thể tìm được những cái thông tin mà Sơn thường cập nhật. Rồi, thì đối với cái kênh Instagram đây thì chúng ta sẽ làm từng bước. Rồi cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ tối ưu và chỉnh sửa cái user và nó phải trùng với cái ngách sản phẩm. Cái user là cái gì? Thì chúng ta bấm vào cái phần chỉnh sửa trang cá nhân. Thì cái user nó sẽ là cái tên người dùng ở đây. Đó, và cái tên đây là cái trang mà nó sẽ hiển thị ra. Đó, còn đây là cái đường link để nó sẽ truy cập vào cái Instagram của chúng ta. Rồi tiếp theo là các bạn cần phải tu là mình phải có trang web và cái tiểu sử. Thì cái tiểu sử này nó được viết tắt là bio. Cái tên tiếng Anh của nó thì chúng ta cần nó phải quen dần với cái tiếng Anh đi, được không nào các bạn? Bio. Rồi. Thì bây giờ cái cách mà chúng ta sẽ làm như sau. Tối ưu chỉnh sửa này, tối ưu phần trang giới thiệu này và tối ưu website vào đường link. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm từng bước nha các bạn. Và Sơn cũng đã có một cái mẫu của Sơn có sẵn rồi, được không? Sơn có mẫu của Sơn có sẵn rồi thì bây giờ là Sơn sẽ điền cái thông tin đó vào trong này cho nó nhanh đó, để chúng ta có thể thao tác được dễ dàng hơn đó. Và các bạn cũng cần phải có một cái phần giới thiệu cho cái kênh của mình, thì mình ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm đây. Đây là cái phần giới thiệu của Sơn đó, đó phải là nhanh lên, hurry up, follow us before we go to private, có nghĩa là hãy nhanh lên trước khi follow chúng tôi đi, trước khi mà chúng tôi để chế độ ẩn danh đó, và hãy bắt đầu cái keto challenge, cái thử thách, cái thử thách nấu ăn 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 với cả keto này ngay hôm nay, và check vào đường link ở phía bên dưới video. Thì bây giờ cái đường link mình sẽ lấy ở đâu đây?
mình vào phần marketplace đúng không, và bấm vào phần promote ở đây. Phần promote đây thì nó sẽ ra cái trang vừa nãy, thì đây là cái đường link Sơn PS của Sơn đó, thì các bạn cần phải sửa đi nha, đừng có để là Sơn PS luôn thì các bạn sẽ không có sale đó. Xong tiếp theo là ở đây ví dụ là mình checking, là ví dụ là mình sẽ ghi là Instagram chẳng hạn, để sau này khi mà có sale từ Instagram hoặc là những cái kênh khác á, ví dụ từ Facebook thì mình sẽ ghi đây là Facebook chẳng hạn, thì nó ra sale từ kênh nào thì mình sẽ biết rằng à cái traffic này nó có chất lượng. Sau đó thì Sơn sẽ tạo ra một cái hop link ở đây, thì mình sẽ copy cái hop link này. Nhưng á, có nhiều người bạn nó làm bảo với Sơn nó làm sao bỏ cái hop link này vào trong cái phần trang web này thì nhìn nó rất là khó chịu đúng không, nhìn nó không có đẹp mắt chút nào hết. Thì bây giờ các bạn hãy phải vào cái trang đó, đó là bit.ly, để chúng ta rút gọn cái đường link này đi nhìn cho nó đẹp mắt hơn đó. Và bit.ly thì các bạn nó cần nó phải đăng ký một cái tài khoản nha, sign up, để sau này các bạn sẽ nhìn thấy được cái đo lường của nó, truy cập nó đến từ đâu, nó đến từ quốc gia nào, thì các bạn cần phải thay đổi đường link này đi đó. Nhưng các bạn nhớ đăng ký nữa nha, còn ở đây là Sơn sẽ thao tác cho nó nhanh để mình không có đăng ký cái này. Rồi sau đó thì Sơn sẽ copy nó, rồi copy nó xong đó Sơn sẽ dán nó vào trong cái phần bio đây, đây phần website. Rồi Sơn sẽ dán nó vào phần website. Tiếp theo này cái phần tên và tên người dùng đây, thì cái việc ở đây là mình sẽ tạo ra một cái tên, tên người dùng đó, và nó có cái tên cái ngách của cái sản phẩm đó. Rồi thì bây giờ là Sơn sẽ đặt cái tên này nha, và bây giờ Sơn đặt cái tên người dùng này là mình đặt là Keto Change My Life Easy. Rồi sau đó mình vào mình chọn tên, tên à mình có thể ghi là phía trên được, nhưng cái phần này thì mình được cách, phần này thì mình được cách Change My Life Easy, đây là cái tên của Sơn và tên người dùng, tên người dùng. Và bạn nhìn thấy này, hai cái thì nó đều có cái từ keto, đây là cái từ khóa của mình, đây là từ khóa. Rồi sau đó thì chúng ta hãy thay đổi cái ảnh đại diện. Thì bây giờ mình để mình tìm được cái ảnh đại diện đó cho nó đẹp á, thì bây giờ chúng ta vào một cái trang web, cái trang web đây đó là mình sẽ vào trang Pixel, trang Pixel, và trong cái trang này á, để mình tìm được những cái nguồn ảnh đẹp đấy, cái trang đấy nhá, pixel.com đó. Thì bây giờ mình vào tìm ảnh đẹp, ví dụ là mình sẽ search từ khóa là keto cooking chẳng hạn, thì đây là cái từ khóa mà mình sẽ tìm, thì trong này nó có những ảnh đẹp, ảnh chất lượng luôn các bạn đó. Thì bây giờ mình sẽ tìm xem những cái ảnh nào nó phù hợp với cái sản phẩm của mình. À ví dụ đây là mình thấy cái sản phẩm đây là cái bánh pizza này đấy, thì mình sẽ download nó về, download nó về, ảnh rất chất lượng các bạn, ảnh chất lượng cao luôn. Sau đó thì mình sẽ thay đổi cái ảnh đại diện. Ok, đã thay đổi ảnh đại diện thành công rồi. Thì bây giờ là mình sẽ vào là cái trang, thì các bạn đã thấy này, mình đã tối ưu được tài khoản của mình. Thứ nhất đó là cái tên, rồi thứ hai đó là cái user, user ở trên này, và thứ ba đó là cái đường phần giới thiệu trang, thứ tư đó là mình đã tu được là cái website. Thì khi mà các bạn vào bit.ly, các bạn nên sửa cái đường link này cho nó đẹp hơn. Ví dụ là mình sẽ search, mình sẽ ghi là bit.ly gạch chéo keto trend my life chẳng hạn đó. Và thứ tư đó là thứ năm đó là cái ảnh đại diện. Rồi các bạn hãy nhớ những cái mà chúng ta cần phải tu như vậy nha. Rồi sau đó chúng ta quay lại với cái trang của mình. Rồi bước số 4 ở đây, công việc chúng ta cần phải làm đó, chúng ta hãy tìm ra nên những người làm trong cái ngách này đó, để chúng ta lưu vào cái file Excel. Thì cái mục đích đó làm gì đó, thì bây giờ chúng ta kinh doanh sản phẩm gì thì chúng ta phải biết được là ai đang kinh doanh cái sản phẩm này của chúng ta đúng không, ai đang cùng với ngách của mình. Thì bây giờ cái cách mà mình search nó ra thì như thế nào, ví dụ như bây giờ mình search thử cái từ khóa là keto xem như thế nào đấy. Thì bây giờ là mình vào, một là Sơn sẽ search vào cái hashtag ở đây, những cái người người ta đang sử dụng cái hashtag là keto và keto diet, đó là cái từ khóa về giảm cân. Hoặc hai là mình sẽ vào thẳng những cái trang ở đây nó đề xuất rồi, à cái trang này có 528.000 người theo dõi đây, thì cái việc đây là chúng ta follow những cái người này rồi. Hoặc là chúng ta sẽ bấm vào cái phần phía cái sổ này này, cái thanh sổ này xuống này, thì các bạn sẽ tìm được những cái trang cùng trong cái ngách của chúng ta đó, nó rất là nhiều các bạn đó, rất là nhiều ngách đây. Thì những cái trang này chúng ta cần nó phải là follow họ, để chúng ta biết được xem á, những cái đối thủ của chúng ta họ đang kinh doanh cái ngách này, họ đang làm như thế nào đó, để chúng ta nghiên cứu họ đúng không nào. Đấy thì view là trang này 694.000 người theo dõi này, cái trang này có 400.000 người theo dõi này, trang này có 462.000 người theo dõi này, trang này có 281.000 người theo dõi này, được chưa nào. Sau sau đó thì chúng ta vào những trang này đó để chúng ta xem.
Thì cái bước tiếp theo đây để chúng ta tăng được cái lượng follow ở trên Instagram á, thì chúng ta cần phải có một mục tiêu đúng không nào? Đó, mục tiêu đây là chúng ta đạt được những cái follow đầu tiên. Ví dụ là mình sẽ có một thiết lập một mục tiêu là bao lâu chúng ta đạt được 1.000 lượt follow đầu tiên. Sơn lấy ví dụ như là mình sẽ đạt được đặt cái ví dụ đây là cái mục tiêu của Sơn để đạt được 1.000 lượt follow đầu tiên này, mình sẽ cần đâu đó khoảng đó là 15 ngày chẳng hạn, 15 ngày để mình đạt được 1.000 lượt follow đầu tiên. Sau đó khi nào thì mình đạt được 5.000 người, sau đó khi nào thì mình đạt được 10.000 người. Mà các bạn hãy nhớ này, khi mà các bạn đã đạt được 10.000 lượt follow đầu tiên nữa thì cái việc là bạn kiếm được khoảng 200 tới 500 đô một tháng là cái việc là easy nha các bạn. Đó, thì đây là cái việc mà bạn cần phải làm đều đặn mỗi ngày và Sơn đang hướng dẫn cho các bạn một cách rất chi tiết rồi đó. Đó, thì trong những video sau đó thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái kênh khác, những cái traffic khác mà các bạn có thể sử dụng miễn phí được luôn để chúng ta có thể kiếm được thu nhập 1.000 đô một tháng. 1.000 đô một tháng nha, có thể là vừa nãy Sơn có nói nhầm thì các bạn hãy nhớ nha, kiếm được 1.000 đô một tháng. Rồi, sau đó này, khi mà chúng ta đã tìm được những cái người mà trong ngành của chúng ta rồi á, thì các bạn hãy nhớ này, chúng ta phải lưu họ vào trong cái file Excel. Đó, lưu cái đường link của trang của họ vào file Excel để sau này chúng ta tìm chúng ta còn coi lại được nha các bạn. Mình phải làm thật kỹ càng. Mình đã làm cách nào thì mình phải làm thật kỹ. Đó, các bạn thấy video này Sơn hướng dẫn có kỹ cho các bạn không nào? Đó, nếu như bạn đã thích video này thì đừng quên bấm nút like nha, chia sẻ nó cho 3 người. Rồi. Đó, thì tiếp theo này, cái công việc cần phải làm mỗi ngày thì nó xuống dưới này. Đó, thì bây giờ chúng ta cần nó phải sử dụng cái chiến lược là follow and follow back đối với Instagram nha. Thì sẽ có khoảng 10 cho tới 20% những người mình follow họ, họ sẽ follow ngược trở lại mình. Đó, nếu như bây giờ các bạn là tài khoản mới á, thì các bạn chỉ cần nó follow khoảng 200 người trên một ngày thôi cho tài khoản mới nha. Và mỗi ngày bạn sẽ tăng lên khoảng 50 và maximum á, là 700 một ngày thôi. Đừng có follow nhiều hơn thì Instagram họ sẽ nghĩ mình spam và họ chặn cái tài khoản của mình nha các bạn. Rồi, thì bây giờ cái cách mà chúng ta đi follow như thế nào thì nó sẽ có hai cách. Một là chúng ta bấm vào cái chúng ta tìm được cái đối thủ chúng ta rồi đúng không? Chúng ta bấm vào cái phần người theo dõi của họ này. Sau đó chúng ta follow từng người người ta đang làm trong cái người ta đang quan tâm cái chủ đề keto này. Ví dụ như đối tượng của Sơn, Sơn xác định đây là nữ đi thì mình chỉ kết bạn với nữ thôi, mình không kết bạn với nam làm gì hết được không các bạn? Rồi, đó mình cứ kết bạn như vậy. Và một ngày thì mình sẽ kết bạn nó khoảng là 200 nếu như với tài khoản mới. Và cứ một tiếng thì mình sẽ làm cái động tác này khoảng 50 cho tới 100, 50 tới 100 thôi. Đó, mình đừng lại thao tác quá nhiều quá nhanh được chưa các bạn? Sau đó thì cứ nghỉ, sau đó khoảng một tiếng sau chúng ta làm tiếp, một tiếng sau chúng ta làm tiếp, được các bạn hình dung không ạ? Hoặc là cách số 2 đây là mình sẽ vào những cái bài post mới nhất của họ này, mình bấm vào phần lượt thích đây, thì sau đó mình lại follow những người này. Đấy, thì cái cách này mình sẽ hay làm hơn bởi vì những cái người này họ là những cái người mà tương tác gần đây nhất. Đó, thì mình sẽ follow những người này. Các bạn hãy nhớ là mình làm thật chậm thôi, thật chậm thôi, đúng không nào? Mình thật làm thật chậm thôi, đừng làm quá nhanh nha. Đừng làm quá nhanh thì các bạn sẽ bị Instagram họ sẽ chặn cái tài khoản của chúng ta. Đấy, những cái kênh cùng chủ đề với mình thì mình cần nó phải là sao chép họ nha. Rồi, thì đó là cái phần là follow and follow back. Và cứ mỗi ngày làm 200 người một ngày tài khoản mới. Còn mình sẽ tăng lên mỗi ngày 50, mỗi ngày 50, mỗi ngày 50. Thì sau đó maximum là 700 người một ngày. Rồi, khi nào mà nó đủ follow, mình follow đủ số lượng rồi thì mình unfollow họ. Rồi, thì cái mục tiêu chúng ta phải là một ngày chúng ta tăng khoảng 30 đến 50 follow một ngày. Đó với tài khoản mới, nhưng khi mà tài khoản chúng ta lâu đời rồi các bạn thì một ngày có thể các bạn sẽ tăng đâu đó khoảng 100 cho tới 150, thậm chí 200 người cho một ngày liền các bạn. Và thậm chí tài khoản của bạn lâu rồi á thì các bạn sẽ được đề xuất trên những cái trang lớn nữa và các bạn sẽ được tăng follow rất nhanh, follow tự nhiên. Và Instagram nó là một cái nguồn nổi tiếng nữa là follow tự nhiên. Nó đến rất tự nhiên, các bạn không cần phải đăng bài, các bạn không cần phải làm gì, nó vẫn tự tăng lên các bạn. Rồi. Thì các bạn hãy nhớ này, mình cần phải đăng 3 bài mỗi ngày. Đăng 3 bài mỗi ngày nha. Và mình cần phải làm đều như vắt chanh vậy đó. Ở đây không cần phải bạn phải giỏi, không, chỉ cần bạn phải làm đều với nó, làm đều với nó, làm đều với nó và liên tục như vậy. Không, trong 15 ngày, 30 ngày, 60 ngày. Đó, và Sơn sẽ cùng đồng hành với các bạn cái việc này. Và mỗi lần những cái video Sơn đăng lên, Sơn sẽ cập nhật những cái gì mới, những cái chiến lược mà Sơn đã làm không, và có cái kết quả thành công để Sơn sẽ post lên cho các bạn nhìn thấy được cái cách mà mình đã làm được. Các bạn nếu như các bạn quan tâm về những video tiếp theo của Sơn đó thì đừng quên bấm một nút like và hãy nhớ là mình sẽ chia sẻ video này cho 3 người bạn của bạn không, và Sơn sẽ gửi cái video mới nhất cho các bạn trong thời gian tới và có thể add các bạn vào trong group nữa. Rồi, cái hành động tiếp theo đây là mình hãy like những bài viết của những cái người mà follow. Đó, thì mình một là mình follow, mình like bài viết của họ để mình tăng cái tương tác lên.
Đó, và thứ hai á là mình follow họ thì họ sẽ follow ngược lại mình đó. Mình like bài viết của những người mới họ chưa follow mình á thì mình họ sẽ follow ngược lại mình. Đấy, thì giả sử đi. Đây là cái tài khoản của Sơn đúng không? Tài khoản của Sơn đó. Thì khi mà mình đã follow được bốn người này rồi nhưng họ chưa follow ngược lại mình thì mình vào cái trang của họ, chẳng hạn mình vào trang của họ, sau đó thì mình vào mình like những bài viết của họ. Thì lúc này cái tỷ lệ họ sẽ follow ngược lại mình rất là cao nha các bạn. Đấy, các bạn hình dung được chưa? Cái nào chưa nào? Rồi, tiếp theo là bạn có thể cân nhắc tới cái việc là sử dụng tool tự động. Thì cái video này thì nó quá dài rồi nên Sơn không có nói về cái tool tự động nữa. Thì có thể là Sơn sẽ dành nó để nói trong video lần sau. Đó là mình sẽ tự động đăng bài, nó tự động like, tự động follow và nó tiết kiệm rất là nhiều thời gian của các bạn, và thực sự mỗi ngày các bạn chỉ bỏ ra khoảng 10 phút tới 30 phút thôi. Đó, bạn làm đều với nó, làm đều với nó, làm đều với nó. Thậm chí là có những cái tool đó mình có thể là lên lịch tự động cả hàng tháng luôn các bạn, hàng tháng luôn. Đấy. Rồi, thế bây giờ đây là cái mục tiêu của chúng ta, khi nào mà chúng ta đạt được 1.000 lượt follow đầu tiên, 5.000 lượt follow đầu tiên và 10.000 lượt follow, được chưa các bạn? Và khi nào thì các bạn sẽ có được là 100 đô đầu tiên? Khi nào bạn sẽ kiếm được 500 đô? Khi nào bạn sẽ kiếm được 1.000 đô? Khi nào sẽ bạn sẽ kiếm được 2.000 đô một tháng? Đó, 2.000 đô là tương đương khoảng 46 triệu đó các bạn. Và trong cái chương trình chuyên sâu, Clickbank chuyên sâu dành cho những học viên chuyên sâu của Sơn đó, thì Sơn đã hướng dẫn được cho những học viên của mình kiếm được cái số tiền thu nhập như vậy một tháng nha các bạn. Đây, thì bây giờ là Sơn sẽ giới thiệu các bạn, đó là mình có hai cái khóa học. Cái khóa học đầu tiên đó, thì chương trình này dành cho những người mới bắt đầu và nó trị giá là 500 đô. Đó, thì khi mà bạn học cái chương trình này thì các bạn sẽ kiếm được khoảng 200 cho tới 500 đô một tháng thu nhập. Đó, và chương trình này nó sẽ chỉ miễn phí cho những ai các bạn muốn nhận được cái khóa học này miễn phí không nào? Và Sơn sẽ cho các bạn nó đăng nhập vào cái tài khoản và các bạn sẽ được học cái chương trình này của Sơn. Đó, nó trị giá 500 đô nhưng nó sẽ miễn phí cho các bạn. Nếu như bạn đã share video này cho tới 3 người, hoặc là mình share cái video này lên Facebook và mình bình luận xuống phía dưới bên video này là các bạn đã share rồi, đã chia sẻ video này rồi. Đó, thì khi mà Sơn nó ra cái khóa học này thì Sơn sẽ gửi và cấp cho bạn cái tài khoản. Ok chưa các bạn? Rồi, còn cái khóa học tiếp theo số 2 đây, cái khóa nào học này thì nó học phí rất cao đấy các bạn. Nhưng trong khóa học này thì Sơn sẽ giúp cho các bạn kiếm được 2.000 đô một tháng thu nhập từ Clickbank, và đây là chương trình là Clickbank chuyên sâu, học phí rất cao. Nhưng nếu như bạn chưa biết về Clickbank thì các bạn bắt đầu với cái chương trình cơ bản này được là ok rồi. Đó, còn nếu như bạn muốn nâng lên một cái level cao hơn, muốn được các Sơn kèm cặp hỗ trợ các bạn trực tiếp một một, muốn được Sơn hướng dẫn cho các bạn step by step chi tiết hơn, và các bạn muốn nghiêm túc với cái công việc này, và không phải là chỉ mình làm chơi mà mình có thể là toàn thời gian với nó, hoặc là mình sẽ quyết định rằng đây sẽ là cái sân chơi mà mình sẽ kiếm được tiền và thu nhập cho nó đều đặn. Đó, thì mình sẽ hỏi inbox của Sơn, hoặc là các bạn để lại số điện thoại đó, để Sơn sẽ gọi điện thoại lại cho bạn nha. Rồi, thì đây là những cái thông tin chương trình và những cái thông tin khóa học. Thì Sơn mong rằng các bạn sẽ nắm bắt được những cái thông tin này, và chúc mừng cho những ai còn coi tới cuối cái video để mình nhận được những cái thông tin giá trị như vậy. Và đừng quên, khi mà mình bắt đầu thì mình cần phải có một cái mục tiêu rõ ràng. Khi nào thì tôi có được 1.000 follow, khi nào tôi kiếm được 100 đô la đầu tiên từ Clickbank, từ Internet, từ ngồi tại nhà mà mình có được thu nhập, thì các bạn hãy đăng lên Facebook á, bạn hãy đăng lên cái Facebook, ví dụ là mục tiêu của tôi, mục tiêu của tôi, mục tiêu của tôi thì trong ít ngày tôi đạt được y đô la thu nhập từ Clickbank cùng với cả Sơn PS chẳng hạn. Và các bạn có thể là tag tên tôi vô, tag tên là Nguyễn Tùng Sơn trên Facebook vào, để mình bắt đầu thử thách này đúng không nào? Bắt đầu thử thách này. Và bên cạnh đó đó thì mình có thể là dùng cái hashtag là Sơn PS, hoặc là mình sẽ sử dụng cái hashtag hashtag đó là Clickbank 2019 chẳng hạn. Đó, thì chúng ta sử dụng cái hashtag này để chúng ta dễ dàng chúng ta tìm được thấy nhau các bạn. Sơn sẽ tìm các bạn cái bài viết của các bạn dễ dàng hơn. Đó, ok chưa các bạn? Rồi, thì đây là những cái thông tin để chúng ta có thể bắt đầu được. Đó, và các bạn có thể ghi đây là cái hành trình. Đó, hành trình kiếm 500 đô một ngày cùng Sơn PS chẳng hạn. Đó, các bạn nếu như bạn có Facebook của tôi, bạn được kết bạn với Sơn rồi thì các bạn hãy tag tên Sơn vào nha để Sơn biết được cái này. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của Sơn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Sơn Piat từ Việt Nam. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại.